Triều Tiên sáng sớm 31 tháng 7 bắn hai phi đạn đạn đạo tầm ngắn theo quân đội Hàn Quốc. Đây là đợt phóng phi đạn thứ nhì trong vòng một tuần lễ giữa bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân đang bị bế tắc. Hàn Quốc nói hai phi đạn này được phóng đi gần thành phố cảng Wonsan ở miền đông, bay được 250 cây số với độ cao 30 km trên mặt biển. Vụ phóng trước đó diễn ra cách đây 6 ngày mà Bình những gọi là hành động phản ứng trước quyết định của Seoul mua vũ khí Mỹ và tổ chức tập trận chung với Mỹ. Một giới chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết, phi đạn lần này dường như giống với phi đạn được phóng tuần trước. Hội đồng An ninh Quốc gia của Hàn Quốc họp khẩn hôm 31 tháng 7 bày tỏ quan ngại cao độ về vụ phóng phi đạn mà Seoul si cho là có tác động tiêu cực tới nỗ lực thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.